Đó là Yoniso Manasikara và Ayoniso Manasikara. Đó là như lý tác ý và không như lý. Như thế nào được gọi là như lý tác ý? Có nghĩa là hiện tượng như thế nào thì mình hiểu vấn đề đó như thế thế đó. Nếu mà một người đó không có như lý tác ý, chúng ta nhìn thấy cái sự vật mà chúng ta hiểu sai cái vấn đề, cái đó được gọi là không như lý tác ý. Và cái điều này đó rất là quan trọng đối với một vị hành giả tu thiền. Tại vì nếu mà một vị hành giả tu tu thiền đó mà khi nào mà không có như lý tác ý thì lúc đó đó tâm si sanh khởi. Và khi mà tâm si nó sanh khởi đó, nó làm cho chúng ta khởi lên hai cái điên đảo, là cái tưởng điên đảo và cái kiến điên đảo. Và chính hai cái tưởng điên đảo, kiến điên đảo này nè, nó sẽ làm cho mình bị mờ mắt và mình thấy mọi cái vấn đề trong đời sống này nó bị lệch lạc đi. Cho nên hai cái khái niệm được gọi là Yoniso Manasikara và Ayoniso Manasikara là bắt buộc một vị hành giả tu thiền vị này phải biết. Nếu mà chúng ta hành thiền chúng ta không biết hai cái cụm từ này đó thì thật sự là chúng ta không không có hiểu là mình hành thiền để làm cái gì. Các vị nhà nghĩ